Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ dắt các bạn đến một địa điểm du lịch quốc dân ở đây, đó là Batu Caves. Tại sao mình gọi đùa nó là quốc dân? Vì địa điểm này rất phổ biến không chỉ với người nước ngoài mà cả trong nước nữa. Đợt vừa rồi công ty mình có tổ chức cuộc thi bình chọn ảnh du lịch tại Malay, thì mình thấy có cả 40-50% nhân viên bao gồm cả mình gửi hình du lịch tại động Batu Caves này. Vậy cùng xem Batu Caves có gì đặc sắc mọi người nhé. Động Batu Caves nằm bên trong một ngọn núi đá vôi, gồm một hệ thống hang có rất nhiều đền thờ và được biết đến là một trong những khu điện thờ Hindu lớn nhất Malaysia. Batu Caves thuộc tỉnh bang Selangor, Malaysia. Nó cách thủ đô Kuala Lumpur chỉ khoảng 13 km về hướng bắc. Lúc đó mình đang thuê trọ ở khu Setabak Central nên chỉ đi taxi khoảng 15 phút là đến. Bên trong có một chợ Ấn Độ đông khủng khiếp luôn. Do đông quá nên mình cũng không có chụp chuyện gì ở trong cái chợ đó hết. Điểm nhấn của địa điểm du lịch này chính là tượng thần Murugan. Bức tượng cao gần 43 mét phủ nhũ vàng. Đây là tượng thần Murugan lớn nhất trên thế giới. Ở bên ngoài có nhiều bồ câu lắm. Mọi người rải đồ ăn cho nó nè. Tiếp đến là mấy bậc thang đầy màu sắc dẫn đến Temple Cave gọi là hang đền. Trước khi lên thì mình phải xem lại trang phục. Nếu mà mặc váy quần ngắn quá trên đầu gối thì cần thuê miếng vải quấn lại cho nó lịch sự. Tại đây là một địa điểm tôn giáo mà. Sau khi thuê miếng vải quấn lại thì mình bắt đầu leo một mình. Tại bạn đi chung thấy cao quá làm biến không leo. Có tổng cộng 272 bậc thang á mọi người. Đầy màu sắc luôn, rất là bắt mắt. Mình leo lên đến nơi rồi nè. Hang đền có chiều dài khoảng 200 m, vòng tròn cao tới 100 m và bên trong được chiếu sáng. Bạn sẽ tìm thấy nhiều đền thờ Hindu được trang trí công phu mang ý nghĩa huyền thoại gắn liền với cuộc sống người dân ở đây. Lúc mình lên đây có thấy nhiều gà và khỉ nữa. Mình đi xung quanh ngắm nghía một lát rồi leo xuống lại thì cũng chiều tối rồi nên khép lại chuyến đi tại đây. Cũng không có gì nhiều ha, nhưng mà mình thấy cũng rất là ấn tượng và mang đậm màu sắc Hindu. Nếu có dịp đến thủ đô KL thì bạn có thể ghé thăm tượng thần quyền lực nhất của đạo Hindu này nhé.